Chào mừng các bạn đến với kênh Nhạc Online. Cảm ơn các bạn đã luôn tin tưởng và ủng hộ kênh. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Cách làm trắng da cấp tốc tại nhà cho làn da của bạn đẹp không tí vết chỉ với một quả cà chua. Cà chua là một loại quả làm đẹp quen thuộc với các chị em. Nó xuất hiện hầu hết ở các mùa và vô cùng rẻ. Cà chua không những làm đẹp hiệu quả mà còn có lợi cho sức khỏe. Ngay sau đây hãy cùng Đẹp Online tìm hiểu về công dụng làm đẹp da của loại quả vừa tiết kiệm vừa hiệu quả này. Tinh chất thiên nhiên có trong cà chua không chỉ giúp trắng da, trị mụn hiệu quả mà nó còn giúp dưỡng da mịn màng, tươi tắn và giải độc cho cơ thể hiệu quả. Những dưỡng chất quý giá cho da có trong cà chua như vitamin C, vitamin E, chất sắt hay là kali. Đồng thời cà chua có hàm lượng tinh chất chống oxy hóa cao, nên có thể để chống lão hóa, duy trì tuổi thanh xuân và tăng sức đề kháng cho da cũng như cơ thể. Do đó, bạn có thể sử dụng cà chua bằng nhiều cách khác nhau như xay sinh tố, nước ép cà chua hoặc là chế biến thức ăn đắp mặt nạ cà chua. Sau đây là cách làm trắng da cấp tốc từ loại mặt nạ cà chua bạn có thể tham khảo. Nguyên liệu cần chuẩn bị: một quả cà chua, một nửa quả chanh tươi. Chanh thì chứa nhiều vitamin C và axit giúp loại bỏ tế bào chết, sạch da, kích thích tái tạo da, dưỡng da trắng hồng rạng rỡ. Đặc biệt hơn, trong chanh chứa chất kháng khuẩn cao, kết hợp với cà chua vừa giúp trắng da mà lại vừa ngăn ngừa mụn. Và 3 thìa sữa tươi không đường. Sữa tươi không đường được biết đến là một loại mỹ phẩm thần kỳ trong việc chăm sóc làn da. Trong sữa tươi có các thành phần giàu dưỡng chất, dưỡng ẩm như vitamin A, D, E giúp cung cấp kháng chất, độ ẩm cần thiết cho da. Có thể thấy ba nguyên liệu của chúng ta đều chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho làn da. Với ba nguyên liệu này, chúng ta sẽ thực hiện như thế nào? Đầu tiên, bạn sẽ rửa sạch cà chua trước. Sau đó bạn thái nhỏ cà chua ra. Chuẩn bị một cối xay. Cho cà chua đã thái nhỏ vào. Tiếp đến là 3 thìa sữa tươi không đường. Chanh tươi thì bạn sẽ vắt lấy nước cốt vào luôn, nhưng nhớ là phải loại bỏ hết hạt chanh đi. Khi đã cho đủ 3 nguyên liệu rồi thì bạn sẽ mang đi xoay nhuyễn. Sau khi xay xong thì bạn đổ hỗn hợp ra một cái bát sạch. Và đây là loại mặt nạ của chúng ta. Cách sử dụng như sau. Đầu tiên, bạn làm sạch da mặt bằng nước ấm giúp loại bỏ bã nhờn hay là bụi bẩn. Sau đó bạn lấy hỗn hợp vừa thực hiện được, thoa đều lên mặt. Với những điểm da sần sùi, bạn có thể kết hợp massage chuyên sâu khoảng 5 phút. Nằm thư giãn khoảng 20 phút để các dưỡng chất có thời gian thẩm thấu vào tế bào da. Cuối cùng, vệ sinh sạch sẽ lại da mặt với nước như bình thường. Với 3 nguyên liệu rất lành tính này, bạn có thể yên tâm áp dụng 1 tuần 2-3 lần để đạt được hiệu quả cao nhất. Trên đây là cách làm trắng da mặt tự nhiên không bắt nắng bằng cà chua, hiệu quả và tiết kiệm. Cùng áp dụng ngay để sở hữu làn da trắng không tì vết nhé. Chúc các bạn thành công! Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy hay, hãy bấm like và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh miễn phí để được chia sẻ những bí quyết làm đẹp hay hơn nữa. Chúc các bạn luôn thành công!